Loại lan mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây là một dòng MC. Loại hoa này thì nó có hương thơm, nó cũng dễ trồng, dễ hoa. Và cái loại MC mà mình đang quay trước mặt của các bạn đây là một loại MC, nó có đổi màu các bạn. Đây, khi mà mới nở thì các bạn thấy là cái lưỡi của nó màu trắng, và dần dần nó chuyển sang màu hồng. Loại này dễ trồng, dễ hoa và nó có hương thơm. Và cái dòng MC, cái chậu trước mặt của các bạn mình đang quay thì giá thành của nó là 300.000 một chậu.